hỏi. Không có dục niệm thì không có phiền phức. Nhưng nếu thế giới này không có dục niệm thì làm sao tiến bộ được đây? Tức là sẽ không phát minh ra các loại khoa học kỹ thuật tối tân. Bởi vậy, chúng ta làm sao để giảm bớt các dục niệm đó? Đáp: nếu gì làm lợi cho người mà phát minh thì được, còn như phát minh sáng chế ra phẩm vật để hại người thì không nên. Con người chúng ta thường hay tắc trách trong việc làm gì thì có lợi cho người và làm gì thì có hại cho người. Nếu phát minh một cách mù quáng, chỉ cốt gây ra lắm chuyện khổ lụy thôi. Thí dụ, hiện nay khoa học phát minh ra loại thuốc khoái lạc. Thuốc này đầu độc, khiến cho dân chúng đều bị hư hỏng, mê mẩn tâm thần. Các vị thử nói đi, rốt cuộc sự phát minh như vậy có lợi ích gì chứ? Hỏi: Hòa thượng đã từng nói trong tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ giáng sanh nơi thế giới Ta Bà này. Vậy khoảng bao lâu nữa Ngài mới đến? Đáp: lâu lắm, tôi cũng không đếm nổi nữa. Hỏi: có phải mọi người đều có duyên làm đệ tử của Hòa thượng? Đáp: quý vị có tâm chân thành thì là có duyên. Nếu quý vị không có lòng chân thật thì dù có duyên cũng biến thành vô duyên. Còn nếu quý vị có lòng chân thành thì dù không có duyên cũng sẽ trở thành có duyên. Om ha ha ha, Un Sam Mo Di So.